Ôi Trúc mà, sao lại chạy đây thế? Ô, chạy vào trong nhà này này. Giống giống Trúc có phải không nhỉ? Bé ơi, có ai trong này không? Có ai trong nhà không? Không thấy ai. Có phải Trúc không? Không thấy Thừa các bác ạ. Ờ, mẹ bảo là đi đón ra đây đón con á. Vâng. Thế là con sợ. Vâng. Con thấy thấy bố là kiểu là không không nhận ra đúng không? Vâng. Ờ, thế là bé là hoang mang quá cô bác, sợ là mẹ đón nên là thấy chúng cháu ra đi kia thì thấy nghe thấy tiếng là cháu chạy ra luôn, chạy vào trong nhà luôn, sợ trốn ấy, trốn vào trong nhà. Ôi. Bố vừa tìm con không thấy, bố vừa lên trên nhà không tìm thấy con. Thế là thấy mọi người trên kia bảo là con xuống đây ở nhờ ấy. Xin chào các bác, xin mến chào quý cô bác, quý anh chị lại tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Khương đang ở một nơi rất là đặc biệt của bác ạ. Ở đây thì là lúc này cháu Khương có lên trên nhà của hai chị em Trúc Nhôi thì là không có gặp bé Trúc ở nhà của bác. Thì có bảo là thấy người ta có chỉ là đi bé Trúc là trốn xuống dưới này để trốn người mẹ của bác ạ. Tại vì là đợt vừa rồi chúng cháu có chia sẻ lên thì người mẹ này xem được những cái thước phim mà chúng cháu lên chia sẻ thì lại bắt đầu là có ý định là ra đây để bắt em Trúc, con Trúc ấy ra để mang đi theo ấy. Thì Trúc sợ quá nên là trốn xuống ở đâu đây ở ấy. Thì hiện tại cháu cũng đang nhìn thấy ở trên kia là có một cái lán. Không biết là có phải cái lán mà hiện tại mà Trúc có đang trú ẩn ở trên kia không ấy các bác. Đấy, người mẹ thì rất là vô tâm khi mà chúng cháu lên chia sẻ thì lại nhận được một số khoản hỗ trợ. Thì tưởng lại được nhiều tiền lại ra đây để ve ván cũng rất là ngại cái vấn đề đấy cô bác ạ. Nên là bây giờ cháu sẽ đi tìm Trúc để nói chuyện một chút cô bác nhé. Đây là cung đường đi lên thì chúng cháu sẽ mời tất cả quý cô bác anh chị đồng hành cùng cháu đi lên trên kia để thăm bé Trúc luôn. Ở đây thì những cái người mẹ như thế thì thực sự rất là đáng trách. Khi mà chúng cháu chưa có ra chia sẻ thì bỏ bơ hai đứa con luôn, là không quan tâm đến một chút nào. Đấy, bây giờ chúng cháu chia sẻ lên thì bắt đầu lại ra để quấy nhiễu ấy cô bác. Đấy, nên là rất là mệt với những cái câu chuyện như vậy cô bác ạ. Còn không biết là có phải ở đây nữa không. Đây cũng sát vách gần đường ô tô thôi cô bác. Vẫn là đến cái nhà rồi cô bác ạ. Biết là Trúc có ở trên này không. Đây khá là nhiều dứa này. Ui Trúc mà, sao lại chạy đây thế. Ô, chạy vào trong nhà này này. Giống Trúc có phải không nhỉ. Cháu sẽ lên xem là có phải không cô bác. Sao lại lạ thế nhỉ. Thấy cháu ra đến đây xong là chạy luôn. Ui, có con chó này có sợ không? Sợ nó cắn rồi. À, chó cũng rất là hiền thôi cô bác. Chạy vào đây mất tích đi đâu rồi. Chạy vào đây cái là không thấy đâu luôn này. Nếu cửa không biết là có vào trong được không? Trong này khóa mà. Hay là chạy ra bên này rồi. Bé ơi. Không thấy đâu nhỉ. Vừa thấy chạy từ bên kia vào đây phát là cháu không đuổi kịp luôn đấy cô bác. Bé ơi. Bé ơi, có ai trong này không? Có ai trong nhà không? Không thấy ai. Có phải Trúc không?
Không thấy thưa cô bác ạ. Trúc ở trong này không? Bố Khương mà. Trúc ơi. À. Ôi. Con chào bố. Ừ. Ôi. Sao lại chạy ra này hả? Ra đây nào, ra đây cho sáng nào. Sao lại chạy vào trong này mà bố gọi mãi không thưa hả? Ừ. Sao con lại? Hôm trước mẹ bảo là mẹ về đón con về ở cùng mẹ nên con sợ. À, hôm trước à mẹ bảo là đi đón ra đây đón con á. Vâng. Thế là con sợ. Vâng. Con thấy bố là kiểu là không nhận ra đúng không? Vâng. Ờ. Thế là bé là hoang mang quá cô bác, sợ là mẹ đón nên là thấy các chúng cháu ra đi kia thì thấy nghe thấy tiếng là cháu chạy ra luôn, chạy vào trong nhà luôn, sợ trốn ấy, trốn vào trong nhà. Ôi. Bố vừa tìm con không thấy, bố vừa lên trên nhà không tìm thấy con. Thế là thấy mọi người trên kia bảo là con xuống đây ở nhờ ấy. Đây là nhà của ai? Nhà của bác hàng xóm. À đây là nhà của bác hàng xóm à? Vâng. Thì con ra đây trốn à? Vâng. À đây cô bác. Tại vì là con sợ quá nên là không dám ở nhà trên kia, sợ là mẹ đến đón và bắt đi ấy, ở với mẹ ấy thì là. Thế cả mẹ bảo là ra đón cả hai chị em à hay là một mình con? Một mình con. Một mình con á? Vâng, xong con sợ con chạy ở đây. Ừ, thế là trốn ra đây đúng không? Sang ra đây ở để cho mẹ không tìm thấy đúng không? Vâng. À, có nghĩa là Trúc là sợ quá nên là thành ra là bị bảo là thấy bảo là ra để đón Trúc ra ở cùng nên là sợ quá. Nên không dám ở trên nhà và xuống đây để ở nhờ một cái lán hay là cái nhà đây. Cái lán hay là nhà đây, đấy. Lán. Lán à? Vâng. À, lán của bác hàng xóm của bác. Thế thì cho bố vào trong nhà một tí được không? Có. Ừ, bác có ở nhà không? Vâng. Một mình con ở đây à? Vâng. Ôi ôi. Thế một mình con ở đây luôn. Thế là cửa lúc nãy là khóa như này này cô bác. À. Chạy vào trong là con chốt luôn. Vâng. À, cái này có cái dây này. Cái. Chốt như này bảo sao bố không đẩy được vào. Ôi. Này là cài đây hả? Vâng. À. Là con ra đây ở lâu chưa? Rồi. Được 2-3 hôm chưa? Chưa, hôm qua mới xuống. Hôm qua mới xuống à? Vâng. Con sợ quá nên là con xuống đây đúng không? Vâng. Ừ. À, ở đây là một cái khu rừng cũng khá là yên tĩnh. Nên là con chọn sang đây để ở để mà trốn ấy cô bác. Nóng quá. À đây có điện mà, có quạt mà. Cho tí quạt đi. Nóng quá. Ừ, ra đây ngồi nào. Đấy ghế ra đây ngồi với bố nào. Đấy. Tội chưa cô bác. Khi mà các bé sợ quá. Khi mà chúng cháu chưa có ra ghi hình thì ra ngoài nào. Chưa ra ghi hình thì không thấy ý ới gì. Đấy khi mà chúng cháu ra ghi hình rồi lại ra phá. Rồi bảo muốn đón con đi ở cùng. Thế bây giờ nếu như mà mẹ đón thì con có ra ở cùng không? Con không. Không đúng không? Vâng. Ừ. Bây giờ thì bố với lại bố Nghiêm là bố sẽ bố với cả bố Nghiêm sẽ giúp đỡ hai đứa con. Nên là bây giờ mẹ, từ trước mẹ đã không thương con rồi. Bây giờ có bố ở đây rồi thì con không đi đâu cả nhá. Vâng. Ừ, kể cả mẹ có ra đón thì con cũng không đi. Đấy, rất là mất dạy luôn đấy cô bác. Chúng cháu không có ra để mà chia sẻ thì không có thấy đâu cả. Khi mà ra chia sẻ lại bắt đầu là thấy xuất hiện những người mẹ như thế. Rất là vô tâm, rất là đáng trách luôn cô bác. Chúng cháu cũng bất ngờ thôi. À, tối nay con ở đây hay là về? Ở đây. Tối ở đây đúng không? Vâng. Ở đây 1-2 hôm xem là mẹ không ra đón rồi xong rồi về nhà sau nhé. Vâng. Ừ. Nhưng mà mẹ ra thì kể cả mẹ đón thì bảo không đi cả. Bây giờ con không đi đâu cả. Đấy, có gặp mẹ ở đâu bảo con không đi cả. Vâng. Ừ. Ở đây là cái này là cái gì đây hả con? Đây để ấy cho lợn ăn. À, đây là cây gì đấy? Của củ gì đấy? Sắn. Sắn hay khoai tây không phân biệt được ấy à? Chết rồi. Nhớ bố không? Có. Ừ. Đây con chào các ông các bà đã nè. Con chào các ông các bà ạ. Đấy. Đáng yêu luôn cô bác. Thấy chúng cháu là bắt đầu là
thấy có nụ cười hơn rồi cô bác. Kể cả lên nhà cũng thế, khi mà mỗi lần lên nhà là sẽ bắt gặp các con là ở trên nhà là chạy ra ôm luôn. Thì hôm nay lên thì sợ quá, sợ là kiểu là sợ người lạ ra ấy, cứ thấy người lạ là sợ đúng không? Thôi không sợ đâu, hôm nay là bố với lại chú Đông ra đây để gặp con, để nói chuyện với con, không phải sợ đâu. Thì ở đây là nếu như mà cứ người lạ đến là cứ khóa cửa thế thôi nhé. Thì bác hàng xóm là bác xuống đây thôi đúng không? Tối có xuống đây không? Thế có. Bây giờ bác đi đâu rồi? Bác lên trên nhà. Đi lên trên nhà. Ở đây là cái lán của nhà bác đúng không? Ở đây thì có khả năng là một cái địa điểm cũng khá là tốt. Kể cả mẹ của bé ra đến đây thì cũng không có biết đâu. Không biết là trốn ở đây đâu cô bác, nên là yên tâm. Tại vì là ở đây là có một cái lán, đặc biệt ở đây là một cái lán thôi, không có nhà xung quanh, là không có nhà nhiều cả. Tối là bác hàng xóm là sẽ đến đây để ở chung với cả bé luôn. Còn ở đây là hôm nay là con sẽ ở đây để trong hộ lán đúng không? Vâng. Thì con đã ăn cơm chưa? Con chưa. Chưa ăn cơm á? Ôi dồi, đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Con cơm đi. Có mì tôm không? Không. Không có mì tôm á? Ở đây không có mì tôm này. Lúc nãy bố cũng qua bên kia thì cũng không có chỗ nào để cũng không biết là con ở đây đâu. Cũng không có quán để mà mua đồ cho con. Sữa ở trên nhà con không? Sữa ở trên nhà con, sao con không mang theo một ít để uống? Đấy, trông gầy quá rồi đây này. Ăn uống nhiều vào chứ. Chân tay bé tí này. Không nhìn thấy nhôi à? Nhôi chân tay to hơn của con nhiều kìa. Làm chị còn bé hơn cả em rồi. Chị ăn kém quá. Ăn nhiều vào nhá. Bây giờ phải ăn nhiều vào lớn. Bây giờ lại sắp đi học rồi. Bao giờ là đi học nhỉ? Tháng nữa đấy nhỉ. Tháng nữa là đi học rồi. Ở đây là một cái nhà trú ẩn của Trúc của bác ạ. Cũng là may là có cái ngôi nhà như thế. Không mà không biết là bây giờ mẹ của Trúc như thế nào rồi. Chắc là đón Trúc đi về rồi ấy các bác. Không biết là đón sang bên kia thì cuộc sống sẽ như nào nữa. Có khi là lợi dụng thôi. Bây giờ bà vất vả là nuôi được mấy năm nay rồi. Thấy con lớn về là thấy chúng cháu ra để chia sẻ và giúp đỡ. Thì lại bắt đầu những cái câu chuyện như vậy. Thì thật sự rất là bức xúc các bác ạ. May là ở đây cũng có điện. Có quạt, có điện, mát. Bên xung quanh cái ngôi nhà này là làm bằng tường trình này. Ở đây có khi còn mát hơn ở trên nhà ấy nhỉ. Trên nhà nóng lắm. Bố thấy nóng lắm. Là đây bố sang đây ngắm cảnh tí xem nào. Ở đây đẹp thế. Đây rất đẹp luôn. Đây là quả gì đây? Quả dứa. Quả gì? Quả dứa. Quả dứa à? Con cũng biết quả dứa à? Dạ. Lấy ra về đây bố ăn thử một miếng được không? Có. Ra về để bố bóc xem nào. Đây đã chín chưa, ăn được chưa? Cái này ăn được chưa? Rồi. Ở đây bố bóc xem nào. Dao sạch không đấy? Rửa đi, con rửa đi. Thôi. Một cái khu cũng rất là chill luôn này các bác. Ở đây rất là yên tĩnh luôn. Không có nhà cửa nhiều. Chỉ được độc quyền ở đây có một cái lán thôi. Đó. Để gác có cái chỗ ngồi ở đây là gia đình lấy những cái thanh gỗ về đây để dựng ở đây này. Đặt ở đây để làm cái chỗ ngồi và cái chỗ ngắm cảnh ấy. Rất là mát luôn các bác. Mà cái nhà tường trình ở đây là cháu Cương thấy là khá là chắc chắn. Không bị nứt như ở cái chỗ nhà khác này. Nhưng cái nhà khác là cháu Cương thấy là đi là sẽ bị nứt. Những cái khu này hết này. Cái tường là bị nứt này. Ở đây dứa nhiều nhỉ? Nhưng mà tí bác có nói không? Bốc quả này. Không. Này con vừa lấy về hay là ai lấy về? Con đi lấy về hay là ai lấy về? Con đi lấy về á? Dạ. Ra đây trông cho bác thì bác vẫn cho ăn thoải mái thôi nhỉ? Vì là cháu Khương thấy cũng trông được khá là nhiều dứa các bác ạ. Thì sẽ ở đây để chơi với Trúc. Để tối bác về để nói chuyện với bác một chút các bác ạ. Mình là cũng chưa có gặp bác lần nào. Cũng như là
chưa có được nói chuyện với bác. Ui, cái này để con nhiều bố không? Con có. Hôm nay là thi thoảng là cũng mượn được điện thoại để gọi cho cháu Khương ấy. Bây giờ con nhớ số của bố không? Có. Con đọc xem nào. Con chỉ biết con Khương hả? À? Con chỉ biết con Khương thôi. À, con chỉ con ghi là con Khương hả? Ừ. À, kiểu là trước là để máy ở trong bà máy của bà đấy đúng không? À, điện thoại của bà có cái điện thoại cục gạch, là hôm trước cháu có lưu là số điện thoại của cháu Khương là ghi là con Khương ấy, thì thành ra là chỉ nhớ thế mà cứ thế mà ấn gọi thôi. Thì khi mà nghe tin như vậy thì cháu cũng muốn là lên đây để thăm con luôn. Không chuyên nghiệp lắm. Cái này ngọt không hay chua đây? Ngọt. Ngọt á? Vâng. Có lấy bán không? Bác có lấy bán không? Không. Không á? Vâng. Chỉ lấy ăn thôi à? Vâng. Hôm nay là bà ở nhà cũng rất là vất vả luôn ấy. Ngày nào cũng đi làm thuê để lấy tiền ấy, kiếm tiền rất là vất vả luôn. Như hôm qua cháu có đi ấy, đi nhà trên nhà thì gặp mỗi em con Nhôi ở nhà, Nhôi là ở nhà để chờ bà còn đi làm thuê ở trong ruộng để đi cấy ruộng ấy. Bây giờ là vào vụ để chuẩn bị cấy rồi nên là người dân cũng thuê khá là nhiều. Thanh niên thì hầu như là cũng đi dưới xuôi để làm thuê hết rồi, vào các khu công nghiệp hoặc công ty để làm ấy. Bốc hết quả này xong là lấy cái mắt của nó ra chắc là cũng hết cái ăn rồi đấy. Con ăn miếng đi. Ăn xem bố. Ừ. Con mời các ông các bà đi. Con mời các ông các bà. Ăn gì nhỉ? Ăn dứa. Ăn dứa. Bây giờ cháu cũng sẽ thưởng thức dứa để xem có ngon không. Xin mời các bác ăn thử, hai bố con cháu thử miếng dứa xem như nào các bác nhé. Hơi chua, không được ngọt lắm. Thế lúc nãy con ra bên kia làm gì? Chơi. Đi chơi á hả? Vâng. Ừ. Thế không nhận ra bố à? Con không. Không nhận ra bố thì mới chạy đúng không? Nếu nhận ra bố thì chắc không chạy đâu đúng không? À, ngon đấy. Chua chua. Lấy nữa không? Con không. Một miếng nữa. Mấy miếng nữa. Không lấy nhá. Vâng. Để dành cho bạn Gramen một miếng. Vừa đi đường nóng và đi rửa tay phát. Để có nước không? Ở đây có nước không? Có. Đi thập. Thế đây là chỗ ngủ của con với bác à? Vâng. Tối là con ngủ ở đây với bác luôn đúng không? Vâng. Ừ. Ngủ ở đây có ngủ được không? Có. Có ngủ ngon không? Có. Này. Cao cao lớn hẳn luôn rồi. Ngồi đằng trước này. Hai đứa con của cháu Khương rất là đáng yêu luôn cô bác. Tội nghiệp lắm. Tại vì là thì cha người mẹ mất, người bố thì mất sớm rồi. Còn người mẹ thì vô tâm bỏ đi như vậy. Đấy, ngày hôm nay thì các bé là rất là khó khăn luôn cô bác. Chú cháu cũng có chia sẻ khá là nhiều rồi.
cũng có sự yêu mến của các bác và muốn sẽ cho chúng cháu sẽ lên chia sẻ nhiều hơn và giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình. Vừa rồi thì cháu cũng có nhận được 1 triệu của Nguyễn Cẩm Đoan ấy, thì cháu cũng có gặp bà và nhôi ở trên nhà thì cháu cũng có trao ở trên nhà cho bà để cầm hộ rồi. Để mà cho bé cầm thì cũng không yên tâm, sợ là cầm số tiền lớn thì lại đánh rơi thì mất công của các bác và cũng không biết chi tiêu như nào. Thì cũng cảm ơn các bác rất là nhiều qua thước phim ngày hôm nay. Cũng mong rằng nếu như có người mẹ mà xem được cái thước phim này thì mong là người mẹ đừng làm khó các con nữa. Thế nhưng mà thương thì có thể là trước đây chị đã không bỏ con đi như vậy. Chúng cháu bây giờ là những người có trách nhiệm với các cháu là sẽ không cho đi đâu cả. Nếu như mà đã cho đi sang bên kia thì chúng cháu cũng đã đón sang nhà cháu để ở và cho các bé ở bên kia rồi. Đấy, bây giờ về nhà thứ nhất là phụ bà để giúp những cái công việc nhà để giúp bà có cái cuộc sống tốt hơn và phụ giúp được phần nào đó để giúp bà những cái công việc nhà ấy, như là chăn trâu này, để chăn trâu thuê, rồi là nhà cũng có 1 con trâu, 2 con trâu nữa là cũng nuôi hộ, nuôi dõi để lấy phân, lấy sức kéo của con trâu để vào làm ruộng đủ thứ quá. Bây giờ là nhà không biết là nhà mình sắp được cấy chưa? Rồi. Sắp được cấy rồi đúng không? Ừ. Mấy hôm nữa thì bố sẽ lên cấy cùng con. Năm nay thì sẽ làm nhiều hơn và đủ để cho các con ăn. Em bố thì bố nhớ con lắm, nhưng mà lâu lâu bố mới ra được một lần thôi. Vì bố cũng đi rất là xa, đi nhiều nơi nữa. Nên ở nhà chịu khó nghe lời bà nhé chưa? Đừng làm việc nặng quá sức nhé chưa? Đấy, bây giờ là nghỉ hè ở nhà lại cả nhôi em gái ấy. Là sang đi xá học đúng không? Không biết là có ăn cơm trong đấy không? Không được là phải đi về. Từ nhà đi học là bao nhiêu cây số nhỉ? Con biết không? Đi mất khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ ấy? 2 tiếng rồi á? Sáng con mấy giờ dậy để mới kịp giờ học? 5 giờ dậy. Đấy, 5 giờ đã phải dậy để đi học. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ 7 giờ là bắt đầu vào học, là con là phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi đến lớp để kịp giờ học ấy cô bác. Đấy, đi rất là xa. Từng gửi những món quà rất là nhiều. Và vừa rồi thì cháu cũng có thông qua với trên video với các bác rồi, là hiện tại thì hai anh em Hải Sử ấy, có các bác nhóm ở bên nước ngoài là hỗ trợ đến Hải Sử, thì hoàn cảnh thì cũng được em Lực là giúp đỡ và kêu gọi làm được cái nhà rồi. Bây giờ hiện tại thì các bác muốn tiếp tục là gửi giúp hai anh em, nhưng mà cháu cũng có nhận được một món quà là gửi tiết kiệm đến cho hai anh em Hải Sử rồi. Đến thời điểm hiện tại thì cháu cũng xin thông qua một lần nữa thì cháu sẽ không nhận thêm một khoản hỗ trợ nào đến từ các bác gửi đến cho hai anh em Hải Sử nữa. Và nếu như mà các bác yêu mến đến cuộc sống của các bé ở trên này mà cháu có chia sẻ trên vùng cao chỗ hiện tại mà cháu có chia sẻ thì cháu sẽ nhận, và còn vào anh em Hải Sử thì cháu xin phép là cháu sẽ không nhận nữa, vì cuộc sống của các em bây giờ cũng đã ổn định hơn rồi. Đấy, còn như hai chị em mồ côi này cũng thế thôi, bây giờ cuộc sống còn rất là khó khăn. Nếu như mà các bác hỗ trợ đến hai chị em thì chúng cháu sẽ giúp đỡ đến hai chị em thôi, còn cháu sẽ không nhận thêm cái khoản hỗ trợ của hai anh em Hải Sử nữa. Cũng mong qua thước phim này, mong các bác sẽ cùng dang rộng vòng tay để giúp đỡ cuộc sống của hai bé mồ côi. Và hiện tại cháu với cả Nghiêm có nhận để làm con nuôi ấy. Thực sự chúng cháu là những người mà nhận nuôi, nhưng mà chúng cháu cũng là những người chưa có gia đình, nên là về mặt tình cảm dành cho các con thì cũng để mà nhiều thì cũng không có dành được nhiều, tại vì công việc của chúng cháu cũng rất là bận rộn và mong muốn là lo cho các con, nhưng mà chúng cháu có những cái gì thì chúng cháu sẽ chan sẻ đến cho các con thôi. Chúng cháu là những người thực hiện chương trình thì cũng chẳng dư giả được bao nhiêu các bác ạ, nên là chúng cháu là những người cầu nối, mong các bác sẽ cùng chúng cháu để đi chia sẻ và đi giúp đỡ những hoàn cảnh ở trên chúng cháu các bác nhé. Còn bây giờ thì cháu cũng không biết phải nói thế nào nữa. Ở đây thì ở đây 1-2 hôm nữa để xem là không có tin tức gì thì lên trên nhà ở với bà nhé. Còn không có, nếu như mà cứ thế này thì cái đàn này thì là
cứ ở đây với bác cũng được, ở đây với bác cũng cũng sướng mà nhỉ. Con thích ở đây hơn hay ở trên nhà hơn? Đây. Thích ở đây hơn đấy hả? Vâng. Nhưng ở đây không có bạn mà. Mà lên trên nhà thì lại đi chăn trâu cũng rất là nguy hiểm nhỉ. Chăn trâu rồi lại chăn dê nữa. Nhưng mà bây giờ một mình Nhôi ở nhà Nhôi cũng buồn. Thế bảo nhớ con lắm. Chân tay có vẻ sạch hơn này. Nhôi chân tay bẩn quá. Trước đi nghịch đất đi, bẩn đen xì hết cái móng tay này. Con đừng có nghịch đất nhiều nhớ chưa? Vâng. Ừ. Ôi, bây giờ thì chắc là cháu cũng sẽ dừng video tại đây thôi các bác. Để chờ bác chủ nhà về thì sẽ nói chuyện với bác và nhờ bác cho Trúc ở đây 1-2 hôm nữa để cho yên ổn hơn chút, rồi sẽ cho Trúc là đi về. Còn ngày mai hồi kia cháu sẽ tiếp tục là ra để mua ít đồ cho Trúc để ở đây với lại bác, hoặc là mua ít thịt cá mắm ra đây để ăn uống ở đây luôn. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã đồng hành cùng cháu Khương và quan tâm đến hai đứa con của cháu Khương. Cũng mong qua những cái thước phim này cháu sẽ giúp đỡ gia đình. Hiện tại cái ngôi nhà của ba bà cháu ở trên kia thì cũng rất là tồi, cũng rất là tàn rồi các bác. Cái ngôi nhà là cũng sắp bị đổ rồi. Nếu như mà có một cơ duyên nào đấy thì cháu với cả Nghiêm sẽ kêu gọi và giúp đỡ gia đình để làm một cái nhà cấp 4 để cho ba bà cháu ở chắc chắn hơn các bác. Bây giờ ở mưa gió là ba bà cháu là chạy tán loạn luôn. Chỗ ngủ không ra chỗ ngủ này, chỗ ở bây giờ cái mái là cũng nước hắt ở trên trên mái xuống, bị dột đấy, bị dột rất là nhiều luôn. Thế nên là chúng cháu cũng muốn là sẽ giúp đỡ gia đình để làm sao cho gia đình có cái chỗ ở an toàn hơn thôi các bác. Bây giờ để mà phụ thuộc vào bà thì bà cũng già rồi, chỉ đi ngày đi làm thuê kiếm được 40-50 nghìn, cũng lắm là nhiều nhất là 100 nghìn để phục vụ trang trại cuộc sống. Mà trong khi đó thì ba cái miệng ăn nữa thì cũng không thể nào mà tự lập được và làm được cái nhà để mà ở chắc chắn được các bác ạ. Mong các bác sẽ cùng dang rộng vòng tay để giúp đỡ gia đình của bác nhé. Còn bây giờ nội dung thước phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Xin chào các bác. Con chào các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi.